Đó là hiện trường tội ác rùng rợn nhất mà thám tử từng chứng kiến trong nhiều năm. Các nhiếp ảnh gia nhăn mặt khi họ chụp hình lại với những ánh đèn flash lia lịa. Kỹ thuật viên của CSI làm những gì họ có thể để nhặt các mảnh vỡ ở ngoài cổng. Một anh lính mới nôn mửa trong khi đồng nghiệp lớn tuổi của anh ta vỗ nhẹ vào lưng một cách thông cảm. Anh ấy không thể che giấu sự khó chịu của mình trước những điều họ thấy ngày hôm nay. Cuộc gọi đến vào lúc nửa đêm từ hai người đi bộ ở ngoài ô thị trấn. Họ đang đi bộ nửa đêm trên một con đường vùng quê thì nghe thấy tiếng la hét từ một trang trại gần đó. Khi các cảnh sát đến trang trại, đã quá muộn, mọi người ở đó đã chết, không còn ai để cứu. Tất cả những gì còn lại để làm là thu thập chứng cứ và tìm ra những gì thực sự xảy ra. Thám tử nghiêng người dưới một giải phân cách hiện trường màu vàng và hỏi một cảnh sát tham gia những gì họ biết cho đến nay. Người cảnh sát, người trông xanh xao và ốm yếu, nuốt nước bọt vào cổ họng và nói: "Có vẻ như ông lão nông dân cáu kỉnh đã nổi điên. Cả gia đình đã chết hết. Chúng tôi đã tìm thấy xác ông ta trong nhà kho. Anh ta đi vào trong để xem xét cuộc tàn sát. Đó là một ngôi nhà kinh hoàng thực sự. Vợ của người nông dân đã chết trong bếp. Cả hai đứa trẻ đều bị sát hại trên giường của chúng. Thám tử chưa từng chứng kiến một vụ giết người được thực hiện một cách máu lạnh như vậy. Quá tàn nhẫn. Với một người đàn ông không có tiền sử bạo lực lại là điều khủng khiếp với những người thân yêu của mình mà không có lý do gì." Thám tử lắc đầu và bước lên lầu, đeo găng tay cao su để tránh phá mất hiện trường. Anh ta đi hết phòng này sang phòng khác, ghi chép kỹ càng về bất cứ điều gì đáng ngờ. Anh ấy có một con mắt tinh tường đối với thứ này. Người đàn ông này là một người có 20 năm kinh nghiệm. Anh ta đã nhìn thấy rất nhiều điều khủng khiếp, nhưng khi nhìn vào thi thể của các nạn nhân, anh ta không thể không cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng. Trong phòng ngủ chính, nơi người nông dân đã qua đời và người vợ của anh ta từng ngủ với nhau, anh ta phát hiện được một thứ gì đó, một cuốn nhật ký trong tủ đầu giường. Anh ta lướt qua. Đầu tiên, tất cả đều là chuyện bình thường, suy nghĩ rải rác mỗi ngày và danh sách việc cần làm cho ngày tiếp theo. Nhưng ba mục cuối cùng có một sự thay đổi rõ rệt so với những gì trước đó. Đoạn đầu tiên viết: "Anh ấy có vẻ run lên khi trở về nhà từ kho hôm nay. Anh ấy im lặng một cách đáng sợ về điều đó. Nói cái gì mà anh đã nghe thấy điều gì đó mà anh không nên nghe. Trong nhà kho ư? Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi quyết định không hỏi thêm. Đã đủ căng thẳng rồi." Anh ấy không nói nhiều với bọn trẻ trong bữa tối, cứ nhìn sau lưng, làm tôi hoảng sợ vì điều gì đó khủng khiếp. Tôi không biết nó là thứ gì, nhưng dù nó là gì đi nữa thì nó cũng khiến anh ấy sợ hãi. Đoạn thứ hai viết: "Tôi bắt đầu lo lắng về anh ấy. Đã vài ngày kể từ khi anh ấy nghe thấy thứ gì đó trong nhà kho, và anh ấy không khá hơn chút nào. Thực tế tôi nghĩ anh ấy đang trở nên tồi tệ hơn. Anh ấy không tắm. Có điều gì đó về chiếc gương trong phòng tắm. Anh ấy sẽ không vào đó. Anh ấy đã không ăn. Tệ nhất là anh ấy không ngủ. Tôi thức dậy vào nửa đêm và thấy anh ấy ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, không nói một lời, thậm chí không chớp mắt." Đoạn thứ ba cũng là đoạn cuối viết: "Đây không phải là người đàn ông tôi đã cưới nữa. Có điều gì đó không ổn với anh ấy. Điều gì đó làm lũ trẻ sợ và tôi sợ. Anh ấy bắt đầu mang súng đi ngủ mỗi đêm. Anh ấy không ngủ. Anh ấy chỉ ngồi đó với nó. Anh ấy không bao giờ ngủ. Khi tôi hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra, anh ấy nói với tôi rằng điều gì đó sắp đến, nhưng không sao cả. Anh ấy sẽ không để thứ đó làm hại chúng tôi, cho dù có thế nào đi chăng nữa. Tôi không hiểu. Tôi định đưa bọn trẻ đến ở với mẹ vài tuần trong khi anh ấy giải quyết việc này, nhưng tôi sợ anh ấy sẽ làm gì nếu anh ấy nhận ra súng luôn được nạp đạn." Thám tử thở dài và bỏ cuốn nhật ký vào một cái túi đựng bằng chứng. Đáng buồn thay, đó là một câu chuyện mà anh ấy đã nghe quá nhiều lần. Những điều khủng khiếp mà chúng ta có thể làm đối với những người chúng ta yêu thương khi chúng ta không phải là chính mình. Mặc dù bây giờ nó có vẻ khá rõ ràng, một sự suy sụp tinh thần biến thành một vụ thảm sát, một chi tiết vẫn còn đang khiến thám tử tò mò: người nông dân đã nghe thấy gì trong nhà kho hôm đó? Khi thám tử bước vào, anh ta ra lệnh cho những người khác rời đi. Anh ấy cần thời gian một mình ở đây. Khi mọi người ra ngoài, anh ta tiếp cận xác chết của người đàn ông. Anh ta nằm trong đống rơm, đầu đẫm máu, không thể nhận ra. Tuy nhiên, anh ta là người cầm búa và tay bên kia, anh ta nắm chặt một thứ gì đó thậm chí còn lạ hơn. Một chiếc chuông bọc hũ, rỉ sét. Trong tất cả những thứ mà một người muốn giữ trong khoảnh khắc cuối cùng của mình trên đời, anh ta lại chọn cái này. Thám tử nghĩ rồi vươn tay tới. Có gì đó về chiếc chuông thu hút ánh nhìn của anh. Tại sao, sau khi sát hại cả gia đình mình, một người đàn ông lại đi vào nhà kho và có lẽ cố gắng đập một chiếc chuông bò thành từng mảnh nhưng không thành công? Khi nhấc chuông, anh ấy trà sát những ngón tay đeo găng của mình dọc theo vết xỉ xét. Ngoài sự hao mòn của tuổi tác, chiếc chuông không có dấu hiệu hư hỏng.
đó là một vật thể lạ lùng, vô thưởng, vô phạt. Ý nghĩa là gì? Suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi mà con nhện lớn, loại thích sống trong những cái kho chứa đầy rơm, bất ngờ bò ra từ bên trong chuông lên tay thám tử. Anh ta đánh rơi chiếc chuông, một phản xạ không tự chủ, và nó đập xuống đất cùng với một tiếng kêu bong. Âm thanh tồn tại trong không khí lâu hơn mức bình thường, có vẻ như nó đang ngày càng to hơn. Thám tử cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở của anh ấy trở nên nặng nhọc, âm thanh trở nên to hơn, cảm giác như có ai đó đang ngồi trên ngực mình. Anh khuỵu xuống, gãi cổ họng sưng tấy, trái tim anh ấy đập nặng nề. Anh ấy bị đau tim à? Anh ấy bị đau tim. Anh ta cào vào lớp đất và rơm bên dưới mình, cố gắng tuyệt vọng để nắm lấy cái chuông khi thế giới xung quanh anh ta dường như chìm trong bóng tối. Chuông bò kêu ngày càng lớn. Cuối cùng anh ta hét lên rồi cục xuống đất. Khi anh ta mở mắt ra, anh ta đang được khiêng trên cáng đến xe cứu thương gần đó, đậu ngay bên ngoài hiện trường vụ án. Khi một nhân viên y tế hỏi anh ta liệu anh ta có ổn không, điều duy nhất của anh ta có thể lắp bắp qua cái miệng khô khốc là: "Đừng, đừng chạm vào cái chuông. Đừng, đừng để bất kỳ ai chạm vào chuông." Bác sĩ điều trị cho anh ta sau đó nói với anh ta rằng không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tật. Có vẻ như thám tử đã trải qua một cơn lo lắng nghiêm trọng khi thám tử nói với bác sĩ rằng anh ta không có tiền sử về lo lắng và đây không phải là hiện trường vụ án bạo lực đầu tiên mà anh ta gặp phải. Bác sĩ mím môi và nhíu mày tập trung. Rất kỳ lạ, bác sĩ nói, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi trong vài ngày tới, căng thẳng công việc có thể ngầm ảnh hưởng, đặc biệt là với người làm nghề như anh. Nó đôi khi có thể biểu hiện theo những cách kỳ lạ. Đêm đó, thám tử ở nhà tự pha cho mình một tách trà thảo mộc nhẹ nhàng theo lời khuyên của bác sĩ. Anh ấy vẫn còn bị bao trùm bởi cảm giác bất an kỳ lạ từ buổi sáng. Bạn thấy đấy, một trong những chìa khóa để trở thành một thám tử giỏi là nhận dạng những dấu hiệu. Bạn có thể phát hiện các liên kết khó hiểu giữa các phần thông tin mà người khác trong lúc căng thẳng có thể không nhận ra. Khi thám tử nhấp ngụm trà, anh ta nhớ lại đợt đầu tiên trong nhật ký của người vợ nông dân. Khi cơn khủng hoảng người nông dân bắt đầu, nó bắt đầu với việc anh ta nghe thấy thứ gì mà anh ta không nên nghe trong nhà kho. Thám tử cũng không biết nhiều về những gì đã xảy ra với chính mình trong nhà kho đó, nhưng anh ta có thể an toàn nói rằng anh ta đã nghe thấy điều gì đó mà lẽ ra anh ta không nên nghe. Anh ta thở dài, chẳng ích gì khi tự nghĩ như thế này cả. Cái đó chỉ là cảm giác bồn chồn do sự kiện kia, và quay sang cửa sổ nhà bếp, hy vọng có thể nhìn ra bầu trời đêm và cảm thấy bình yên hơn một chút. Thay vào đó, anh ta nhìn thấy thứ gì đó từ một cơn ác mộng. Một bóng người cao lớn đứng sau lưng anh ta. Một thứ gì đó khá giống con người, nhưng cũng bằng cách nào đó không phải. Nó cao, có da thịt và hốc hác. Khuôn mặt của nó nhãn trơn với đôi mắt lồi và cái miệng lớn là những đặc điểm duy nhất. Nó vươn tới anh ta bằng bàn tay khổng lồ, nhưng con tay chỉ cách phía sau đầu anh ta vài cm. Nhưng ngay sau khi nó nhìn thấy anh ta nhìn nó quay lại và bắt đầu chạy. Cốc thám tử rơi và vỡ tan trên mặt đất. Anh ta quay lại để theo dõi sinh vật, nhưng nó đã biến mất. Căn bếp của anh ta vắng tanh và im lìm. Tất nhiên, một câu hỏi ám ảnh tâm trí của anh: chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra ở đây vậy? Anh ấy không hề ngốc, anh ấy biết trí óc có thể đánh lừa bạn. Rốt cuộc, ai mà không từng nhìn thấy thứ gì đó từ khóe mắt khiến họ hoảng sợ nhất thời, trước khi nhận ra rằng đó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng đây không chỉ là nhất thời, thám tử có thể nhìn thấy rằng anh ta thực sự nhìn thấy thứ này. Một con quái vật hình người kỳ dị nào đó đang đứng sau lưng anh ta trong hình ảnh phản chiếu. Anh ta không biết khả năng nào khiến anh ta sợ hãi hơn rằng thực sự có thứ gì đó đằng sau anh ta, hoặc anh ta bắt đầu mất trí. Cả hai phương án đều dẫn đến những kịch bản đáng sợ, nhưng thám tử làm những gì anh ta làm tốt nhất: áp dụng logic cho mọi tình huống. Anh ấy đã dành cả ngày xung quanh hiện trường vụ án đặc biệt đau buồn, đọc điều gì đó đáng kinh ngạc trong nhật ký của một trong những nạn nhân và hứng chịu một cơn hoảng loạn trong nhà kho. Tất cả những điều này là những gợi ý được khắc sâu vào tâm trí của anh ta. Các kết nối đã được tạo thành, một đặc điểm tự nhiên của não giúp nhận ra những khuôn mẫu trong các cụm dữ liệu kỳ lạ. Thám tử cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trong phần còn lại của buổi tối. Sợ hãi thường giết chết tư duy, sự hoảng loạn chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đây đều là những điều anh ấy tin tưởng. Nhưng dường như anh ấy không thể lay chuyển được cảm giác sợ hãi đến giận người đó. Anh ấy đang bị theo dõi. Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, thám tử quyết định không ngủ trong bóng tối. Tất cả những hình dạng trong bóng tối đó khiến anh ta bồn chồn. Anh ấy nghĩ rằng một đêm ngon giấc sẽ có thể giúp anh ta trở lại tươi mới vào ngày hôm sau. Mọi thứ cuối cùng cũng trôi qua. Khi tâm trí anh lơ đãng và đôi mắt anh bắt đầu nhắm lại, anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có luôn để cánh cửa phòng ngủ đó mở hay không,
hay nó bắt đầu mở rất chậm ngay khi đầu anh ấy chạm vào gối. Ngay sau đó, anh ta thức dậy với hơi thở hổn hển, những ngón tay dài và lạnh, dài bất thường và cực kỳ lạnh bóp chặt quanh cổ họng anh. Anh ấy thở hổn hển trong vô vọng khi bàn tay kẹp chặt hơn. Đôi mắt của anh ta mở ra và anh ta nhìn thấy nó một lần nữa. Con quái vật cao, gầy đó đang đè lên anh ta, siết cổ anh ta. Khuôn mặt của nó có một nụ cười rộng, tàn bạo, đầy răng. Với một thứ gầy như thế này, nó rất mạnh. Thám tử không thể di chuyển, anh ấy không thể la hét, anh ấy không thể làm bất cứ điều gì. Nhưng khi anh ta chuyển từ trạng thái ngủ sang trạng thái tỉnh táo thực sự, con quái vật đã biến mất. Nó bay khỏi phòng như một cơn gió. Anh ta ngồi dậy, tim đập thình thịch, phổi căng thẳng, da ướt đẫm mồ hôi. Anh ấy chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời. Anh ấy vẫn bình tĩnh hơn trong những lần bắn nhau sống chết trước đây. Thứ bóp cổ anh ta, nó trông giống hệt như con quái vật trong hình phản chiếu. Chúng không chỉ giống nhau mà còn đúng là một thứ. Có phải anh ta đã bị theo dõi? Sau đó anh ta nhớ ra một đoạn thông tin khác bơi trong mớ hỗn độn ý thức của anh ta. Một bài báo mà anh ấy đã đọc vài năm trước đó về hiện tượng được gọi là bóng đè. Đó là khi mọi người đột ngột thức dậy trong giấc ngủ REM. Cơ thể của họ vẫn bị tê liệt trong khi ý thức của họ đã trở lại, khiến họ có một nửa trong thực tế, còn nửa kia trong cơn ác mộng. Ở trạng thái này, mọi người có thể tin rằng họ đang bị tấn công bởi quái vật hoặc ma quỷ. Và một trong những yếu tố chính gây ra chứng bóng đè khi ngủ, đó là căng thẳng. Thám tử thở dài, anh ấy cảm thấy mình như một thằng ngốc. Không có gì mà anh ấy đã trải qua ngày hôm nay mà không có một lời giải thích hoàn toàn logic. Vậy tại sao anh ấy lại tiếp tục đưa ra những kết luận vô lý như vậy? Cố đưa ra các sự kiện phù hợp với giả thuyết hơn là đưa ra giả thuyết phù hợp với các sự kiện thực tế. Anh ấy vẫn không ngủ thêm một giấc nào vào đêm đó. Anh tự rót cho mình một vài tách cà phê, trong tiềm thức tránh bất cứ thứ gì có thể phản chiếu, và ngồi trên giường cho đến khi mặt trời mọc. Quan sát cửa phòng ngủ của mình, an toàn vẫn hơn, anh ta cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mình. Anh ấy lái xe đi làm vào sáng hôm sau. Như mọi khi, khi dừng đèn đỏ, một chiếc ô tô dừng bên cạnh anh và anh bắt gặp thứ gì đó trong hình phản chiếu của cửa sổ ô tô. Lại đeo con quái vật đó ngồi bên cạnh anh ta, vươn tay về phía anh ta bằng một trong những bàn tay khổng lồ của nó. Thám tử hồn hển và xoay người xung quanh, đôi mắt lóe lên và hoảng sợ. Nhưng tất nhiên, nó không có ở đó. Chỉ là mấy đứa trẻ trên vỉa hè trên đường đến trường. Có thể là sợ hãi, có thể là thiếu ngủ, hoặc có thể là do cả hai. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh ấy cảm như muốn khóc. Anh ấy không biết rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Trong những ngày tiếp theo, tần suất nhìn thấy chúng tăng lên. Bất cứ khi nào anh ta thấy một bề mặt phản chiếu, con quái vật sẽ ở đó, tiến đến gần anh ta. Nhưng tất nhiên, nó sẽ bỏ chạy trước khi anh ta có thể nhìn thẳng vào nó. Những người ở nơi làm việc liên tục dành cho anh những cái nhìn ái ngại. Anh nghiến răng, anh không thể nói bất cứ điều gì. Nếu anh ta nói với bất kỳ ai về những gì đang xảy ra với anh ta, họ sẽ đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần để sống phần còn lại của cuộc đời mình trong một phòng giam có đệm. Nhưng anh ấy biết mình không điên. Nó quá thực để là một sản phẩm từ sự điên rồ của con người. Đây không phải là ảo giác. Thứ đó thực sự ở đó. Nó luôn chờ đợi, luôn theo dõi. Ngay cả khi anh ta không thể nhìn thấy nó, anh ta có thể cảm thấy ánh mắt của nó đang nhìn mình, cảm nhận được ý định ác ý của nó. Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn vào ban đêm. Mỗi khi anh ta cố ngủ, nó sẽ tấn công anh ta. Anh ta cảm thấy bàn tay của nó siết lấy cổ họng. Anh ta cảm thấy nắm đấm của nó lập vào cơ thể anh ta. Anh ta cảm thấy móng tay dài của nó cào vào da. Anh ấy không thể ngủ được nữa. Anh ấy quá sợ hãi, và điều đó cũng gây tổn hại cho anh. Mọi cảm xúc, mọi cảm giác, mọi suy nghĩ bắt đầu có một cảm giác kỳ ảo, giống như không có gì là thật. Anh ta bắt đầu nghiện cà phê, nước tăng lực và bất cứ thứ gì khác giúp anh ta tỉnh táo. Anh ấy bắt đầu mang theo khẩu súng lục của mình ở khắp mọi nơi. Không có gì là quá cẩn thận, anh ta không bao giờ có thể quá cẩn thận. Anh ấy biết rằng sinh vật luôn ở ngoài kia, luôn theo dõi, luôn chờ đợi. Ở một mức độ nào đó, anh ấy biết rằng nó sẽ không dừng lại cho đến khi nó lấy đi mọi thứ từ anh ấy. Anh ấy lại đi tàu điện ngầm. Anh ấy lộn xộn, mất phương hướng. Quần áo của anh ta bốc mùi, đôi mắt đỏ ngầu của anh ta đi kèm với những quầng thâm. Anh hơi rùng mình, một cơn co giật lo lắng. Nói một cách đơn giản, anh ấy không phải là một người như trước đây. Anh ấy không thể lái xe nữa. Thần kinh của anh ấy quá mệt mỏi và anh ấy phải bắt xe buýt đến nơi làm việc. Đó là khi anh ấy nhìn thấy nó. Lần này không phải là đằng sau anh ta, mà phía bên kia đường, khi anh ta đang đợi xe buýt của mình. Nó đứng giữa những người đi bộ khác. Tất cả dường như không biết đến sự hiện diện của nó. Nó chỉ cười, chế giễu anh. Và lần này, thám tử đã sẵn sàng. Thám tử sẽ không có nó. Trong một chuyển động chất lỏng duy nhất, anh ta mở nắp súng lục của mình
và bắt đầu bắn vào sinh vật. Đường phố phát ra những tiếng la hét khi mọi người chạy tán loạn để tránh những tiếng súng điên cuồng. Nhưng sinh vật không di chuyển, nó cứ cười toe toét khi thám tử nổ súng. Tuần thịnh nộ và chứng mất ngủ khiến anh ta bắn không chuẩn xác. Anh ta lại nghe thấy âm thanh của tiếng chuông. Âm thanh của nó tăng lên, nó chói tai. Anh ta cần phải giết nó, anh ấy cần đến gần hơn. Thám tử đi về phía sinh vật, bắn hết viên đạn này đến viên đạn khác. Sinh vật không quan tâm, anh ta gầm lên trong cơn thịnh nộ. Âm thanh từ chuông tăng lên, một ánh sáng đột ngột chiếu sáng nụ cười khủng khiếp của sinh vật. Khi thám tử nhận ra rằng âm thanh mà anh ta nghe thấy hoàn toàn không phải là tiếng chuông, anh ta quay lại vừa kịp để nhìn thấy xe buýt, nhưng không đủ thời gian để tránh khỏi nó. Quả trứng bò mà thám tử tìm thấy trong nhà kho ngày hôm đó có vẻ vô hại, nhưng quả trứng bò này, thứ đã bị ăn mòn và phủ đầy rỉ sét không thể xóa mờ này, sẽ sớm có tên: SCP-513. Nó được phát hiện bởi đặc vụ tổ chức SCP trong quy trình tái lập kho chứa MU tại một địa điểm quản thúc bí mật. Bên trong của nó được dán băng keo để ngăn nó phát ra âm thanh. Ngoài ra còn có một ghi chú giấy đính kèm ghi: bạn đã thấy nó, bây giờ hắn ta có thể nghe thấy bạn. Bạn đã chạm vào nó, bây giờ hắn ta có thể nhìn thấy bạn. Đừng bao giờ rung chuông, nếu bạn nghe thấy, anh ta có thể chạm vào bạn. Và đây là một cảnh báo đáng lưu tâm, bởi vì việc rung chuông SCP-513 luôn dẫn đến cái chết. Câu hỏi đặt ra là nó khiến nạn nhân phải trải qua bao nhiêu đau khổ về tinh thần và thể xác trước thời điểm đó. Khi chuông lần đầu tiên rung lên, bất kỳ ai trong tầm tai sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ, bao gồm các triệu chứng thể chất như nhịp tim tăng cao và huyết áp tăng. Họ cũng sẽ báo cáo cảm giác sợ hãi và có thể tuyên bố rằng họ có thể cảm thấy mình bị theo dõi. Trong vòng khoảng 1 giờ, lo lắng này được xác nhận. SCP-5131 là một sinh vật đang săn đuổi người rung chuông bất hạnh và sẽ bắt đầu rình rập những cá nhân bị ảnh hưởng. Nó sẽ xuất hiện để tiếp cận các cá nhân khác từ phía sau, nhưng nhanh chóng biến mất nếu đối tượng cố gắng tiếp xúc trực tiếp bằng mắt. Nó cũng sẽ thực hiện các cuộc tấn công vật lý không gây chết người đối với nạn nhân của nó trong khi họ ngủ để gây ra mức độ khủng bố tâm lý lớn hơn, mặc dù nó biến mất nhanh chóng khi thức dậy. Sự rình rập sẽ chỉ tăng lên theo thời gian, dẫn đến tâm lý của nạn nhân gia tăng. SCP-513 cuối cùng sẽ gây ra chứng hoang tưởng, hung hăng, ngờ vực và trầm cảm, kết thúc bằng một cái chết đau buồn và bạo lực. Do mối nguy hiểm to lớn gây ra cho bất kỳ ai nghe thấy âm thanh của chuông bò này, SCP-513 đã được áp dụng các biện pháp ngăn chặn đủ rộng để khiến nó nhận mức quản thúc Euclid, một phân loại dành riêng cho những thứ thường không thể đoán trước trong quá trình quản thúc. SCP-513 được treo trong một khối gelatin 1 mét khối và được chứa trong một phòng giam cách âm, được kiểm soát khí hậu. Gelatin được kiểm tra hàng ngày để tìm bất kỳ sự suy giảm hoặc mất tính toàn vẹn nào. Việc kiểm tra khẩn cấp được thực hiện ngay lập tức sau bất kỳ sự kiện động đất, nổ hoặc âm thanh nào từ cấp 2 trở lên. Nhân viên thực hiện kiểm tra luôn đeo nút tai và bịt tai chống ồn chủ động khi ở bên trong phòng quản thúc của SCP-513 để tránh bất kỳ loại tiếp xúc tình cờ nào. Nếu khối gelatin có bất kỳ dấu hiệu xuống cấp nào, chẳng hạn như vết rách, vết xước, bị hóa lỏng hoặc nấm mốc, SCP-513 sẽ ngay lập tức bị loại bỏ và treo trong khối, thay thế bởi một nhóm nhân viên cấp D đã được phẫu thuật loại bỏ thính giác. Không nhân viên nào khác được vào phòng giam trong suốt quá trình này. Bất kỳ sinh vật nào tiếp xúc với SCP-513 đều phải được giám sát bởi ít nhất 2 nhân viên an ninh mọi lúc. Trong mọi trường hợp, tuyệt đối không được cho phép nạn nhân được dùng thuốc an thần hoặc được phép bất tỉnh. Bất kỳ nạn nhân nào rơi vào tình trạng bất tỉnh sẽ phải được xử lý ngay lập tức. Nhân viên cấp D sẽ bị xử lý khi có dấu hiệu xuống cấp tinh thần đầu tiên. Tất cả các nạn nhân phơi nhiễm khác có thể được xử lý theo yêu cầu của họ. Nếu có thể, SCP-5131 sẽ bị bắt ngay khi thấy. Nhưng đáng buồn thay, tổ chức vẫn chưa thể bắt được sinh vật khó ưa này. Nhưng hãy cẩn thận khi dùng bất kỳ chiếc chuông cổ bí ẩn nào mà bạn tìm thấy. Nếu không, hắn ta có thể chạm vào bạn. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác theo các hồ sơ của tiến sĩ Bob, như SCP-4975. Hết giờ để biết một dị thường đáng sợ khác sẽ theo đuổi bạn đến hơi thở cuối cùng. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP-513.